Em gửi thông tin mặt bằng ở đường Mang Xá, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương. Mặt tiền 12m, sâu 17m. Chủ nhà thiện chí cải tạo theo yêu cầu của bên Vinmark Cộng và có thể bàn giao mặt bằng sớm. Sau khi ký hợp đồng thì chủ nhà sẽ xúc tiến xây dựng luôn. Vỉa hè thì là rộng 2m. Mặt bằng thì nằm trên cái trục đường chính của xã Cộng Hòa. Cách mặt bằng 100m là trường tiểu học và ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa. Xung quanh mặt bằng thì cũng có khá là nhiều cái cửa hàng kinh doanh, cửa hàng tạp hóa. Mặt bằng thì vị trí mặt bằng thì đón lõng được các cái thôn như thôn An Điền, Cổ Pháp, An Nương. Các cái thôn này thì trục đường chính nên là bắt buộc phải di chuyển qua mặt bằng